Hello cô chú anh chị ơi, em đang ở thị trấn là quê hương xứ sở nơi sinh ra một nhân tài văn học Shakespeare hả mọi người. Đây là nơi Shakespeare sinh ra và khi ông mất lên cũng ở đây luôn ha. Cả nhà Kim đã đến đây rồi, bây giờ hơn 9 giờ thật cô chú anh chị. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn sáng trước, xong rồi cái mình sẽ đi dạo ha, mình đi dạo ngắm cảnh. Kim thấy ở trong cái thị trấn này nè có những cái ngôi nhà nhà cửa ở đây đó cũng lùng lùng ha, cũng cổ cổ, lùng lùng cổ cổ, và có nhiều ngôi nhà kiến trúc rất là đẹp, rất là độc lạ của chú anh chị. Nãy Tony đã hỏi cái người những người ta sống ở đây nè, chỗ nào ăn sáng ngon nhất thì người ta chỉ là đi vô trong cái hẻm này ha. Bây giờ mới sáng sớm á, có lẽ là sáng sớm nên vẫn là còn vắng, chứ chưa một chút nữa chắc là đông dữ lắm, tại vì đây cũng là một cái thị trấn du lịch hết cô chú chị. Nhiều cũng có cái đoàn du lịch rồi kìa. Chi làm gì á? Chi đuổi theo một câu hả? Ê, trời 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 trời. Chi nè, nay mặc cái áo màu hường. Đây Shakespeare có cái bức tượng giữa lòng đường. Chi đứng đây mà chụp hình với cái ông này cho. William Shakespeare. Đây hay của chú anh chị, có nhiều người. Đây giống như là một cái cung đường chính vậy đó mọi người, cung đường lớn nè, cung đường chính. Dạ, đây có nhiều hàng quán, người ta đi ở đây nhiều hơn nè, cung đường chính này ha. Và có cái bức tượng của ông Shakespeare đứng giữa ngoài cái đường luôn. Ở dưới đứng đây mà chụp hình cho, có cái bàn bóng bàn giữa ngoài đường người ta đang chơi. Ở trong đó có một cái shop bán đồ của Shakespeare nữa cô chú anh chị. Chút nữa mình sẽ vô xem sao, giờ mình đi ăn sáng trước, đi chừng té nha con nha. Cái nhà này, cái kiến trúc nhà này cũng rất là cũ luôn nè, bằng gỗ hả cô chú gì hay cho nó những cái cột bằng gỗ nè, rồi có cái mái hiên nhà này là có những cái cột này nè, là không xe không được vào, hắn chỉ đi bộ thôi. Bài bài rửa, bài ra ngõ ngoài đường. Is it here? À đây cái chỗ ăn sáng mà cái cô kia giới thiệu là ở đây mọi người. Đây đặc trưng của nước Anh này, hắn là có cái thùng thư với lại cái thùng điện thoại. Thôi chi ai mẹ con Chi đã đến quán cà phê ăn sáng rồi này cô chú anh chị ơi. Quán cà phê này Kim ngồi bên trong hả, tại vì ở bên ngoài nắng quá, nắng nó chói vào cái mặt, ăn không có được thoải mái nha cô chú anh chị, cho nên là Kim ra đây ngồi luôn, ở đây thì nó mát mẻ hơn. Đây bữa ăn sáng của ba Chi này cô chú anh chị, cũng giống như hôm qua nhưng mà người ta bày biện đẹp hơn ha, có xúc xịt tục xông khói. Với cái này là có cái miếng khoai tây chiên nè, giống như bánh khoai tây với trứng đậu. Ngày hôm nay thì Kim ăn cái này giống như là một loại bánh mì ha. Miếng khoai tây chiên nè, khoai tây chiên phô mai. Cái miếng thịt này là cái miếng thịt này giống như là cái xúc xích hết cô chú anh chị, xúc xích heo, nhưng mà người ta làm theo cái miếng này giống như hamburger, giống như cái miếng thịt trong hamburger nhưng mà không phải thịt hamburger ha, đây là miếng thịt heo, xúc xích heo á. Em Chi có gì đâu, đây mình coi coi. Em Chi là cái dĩa tí hon nè, em Chi cũng có xúc xích nè, thịt xông khói, trứng với bánh mì nè. Đó là bữa sáng truyền thống của người Anh đó cô chú anh chị. Xin mời cô chú anh chị nha. Bây giờ người ta đã vô đây đông dữ lắm rồi cô chú anh chị ơi, gần hết bàn luôn rồi. Tiếp tục cuộc hành trình hả cô chú anh chị. Đây em thấy có nhiều đoàn du lịch nè, có người cầm cờ đi trước, đây là những đoàn du lịch này giống như người Trung Quốc quá. Ô, có nó bán những cái quà lưu niệm này chứ nè, nữ hoàng Elizabeth vua nè, lắc 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 cái đầu rồi chứ kìa. Bây giờ đông rồi đó, có nửa tiếng, hơn nửa tiếng cho ăn sáng xong là ra đông quá chừng luôn mọi người. Lúc nãy lúc mà mình mới đến đây vẫn còn vắng á, bây giờ là 10 giờ, hơn 10 giờ chút là đông quá chừng luôn. Đây người ta đi mua vé đi vô trong đây xem nè, đi xem ở trong cái viện bảo tàng của Shakespeare. Đây là có hình con thỏ để đứng đây chụp hình nè cô chú anh chị. Chụp hình là phải để tiền vô cái thùng đó để làm từ thiện hết cô chú anh chị. Đó, bỏ vô. Rồi, let's go. Cái căn nhà bên đây cũng cũ kỹ hết cô anh chị, cũng cổ luôn. Cái nhà Shakespeare, Shakespeare sinh năm 1500 mấy, vậy thì có nghĩa là cái nhà này đã hơn 500 năm rồi mọi người. Ha, người ta vẫn còn bảo toàn bảo dưỡng rất là kỹ luôn.
Đây nè. To the living memory of William Shakespeare. As soon as you come out, we're going back to the car. Okay. Đây mấy con lấy vào bên trong tham quan hết cô chú anh chị. Đây là bảo tàng. Cái bao da là bao tay da hả cô chú anh chị? Rồi, ok, anh chị nghiêm trang dữ vậy ta. I did. Rồi, let's go chị. Này là căn nhà của Shakespeare hả cô chú anh chị. Bây giờ Kim sẽ vào đây tham quan nhà của Shakespeare. Ờ, đúng rồi. Nhà của Shakespeare là mình mua vé vào. Đây là khu vườn phía sau có trồng những cây đào. Ôi chứ nhà những cái cây đào trái quá chừng nha. Trái đào nhiều lắm mọi người ơi. Đây. Cây đào. Chi đợi với mẹ nè chi. Đây những cây cherry hả chú anh chị, cây táo nữa. Khu vườn có đầy hoa luôn. Đây là cái căn nhà phía sau của Shakespeare nè cô chú anh chị. Đây. Đây giống như là cái lò sưởi hả cô chú anh chị, cái lò sưởi thời xưa nè, người ta đốt củi hả mọi người. Cái này có thể là nhà bếp luôn, người ta sẽ nấu ăn ở xung quanh ở đây. Nhà bếp hả chú anh chị, lò sưởi ở nhà bếp và người ta nấu ăn ở đây, rất là thấp luôn, cái tầng rất là thấp. Đây để mà cho mọi người xem. Rất là thấp này cô chú anh chị, Kim lùng mà Kim đứng này Kim phải khum cái đầu xuống để đi vô đây ha. Rất là thấp hả mọi người, ngay chỗ nhà bếp hả cô chú anh chị. Đây là phía trước. Đây là ok sĩ. Đây là cái nhà cái cửa đi vào thì phía này có cái ghế băng ghế ngồi này cô chú anh chị. Ở trong đây có thể là cái tủ đựng giày đựng áo khoác gì đó. Phía này có cái lò sưởi. À, có cái băng ghế gỗ. Tất cả những cái nhà những cái cột mọi người thấy ha, xung quanh cột gỗ. Đây căn nhà này cô chú anh chị. Đây là cái phòng ngủ, có cái giường ngủ nè. Có một cái lò sưởi. Cái ghế bằng gỗ này. Ở đây Kim thấy người ta để nè, sở dĩ căn phòng này mà có cái giường ngủ là do là ngày xưa đó cô chú anh chị, là cái nội thất đắt nhất ở trong nhà là cái giường ha, cho nên người ta để cái phòng ngủ ở đây, khi mà khách đến khách có thể ngủ ở đây, có niệm im chăn ấm, có gối nè, và cái những cái ra giường nó càng nhiều màu mè là càng thể hiện sự giàu có cô chú anh chị, cho nên bước vào phòng khách xong rồi qua cái căn này là tới cái giường ngủ luôn, là để thể hiện cái sự giàu có ở trong nhà ha mọi người. Này khách đến là sẽ ngủ ở đây ha cô chú anh chị. Có cái màn sau đó ở dưới đầu giường có một cái tủ này đựng đồ và có đèn cầy nữa nè, có sách ở trên bàn. Cái giường có thả màn xuống nữa nè, đẹp không mọi người. Phía đây là nhà bếp. Oh my god, look at the dining room chị. Nhà bếp không có chuẩn bị, phía nhà bếp thì có cái tủ. Những cái tủ gỗ này giống như là ở Việt Nam mình ha. Đây là có sung Mỹ nè. Quà hạt bánh mì. Bánh mì ha. Trên đây cũng có một cái tủ đựng ly, đựng tất. Cái bàn ăn. Cái bàn ăn của chú anh chị nhìn cái ghế nè. Cái băng ghế. Ở phía đây cũng có nhiều chi tiết rất là đẹp, rất tỉ mỉ ha. Cái bàn ăn ở bên đây thì lúc nào cũng có đèn cầy hết trơn. Và trên bàn thì có bánh, một con gà. Bên kia trong có một cái tủ nữa. Cái tủ đấy đựng đồ dùng nhà bếp các anh chị. Và bên đó ở bên đây, mọi người nhìn nè. Cái lò sưởi này để dùng để nấu ăn. Chi use that to cook and look the fish out there. Nó fish. The fish. Người ta nướng cá ở dưới đó và có cái bình, cái nồi ở trên treo lơ lửng đó đó. Cái nồi đó là để nấu ăn luôn hả mọi người. Ở trên đây là ta để máng giá, máng sạn gì nè.
những cái khung gỗ rất là to luôn cô chú anh chị. Và cái trần nhà cũng rất là thấp ha, trần nhà rất là thấp. Tôi có đây có một cái bàn nữa nè, trưng hình ảnh để hoa gì đó. Cái cửa sổ ra ngoài này cô chú anh chị, cửa sổ nhìn ra ngoài đường song sắt. Đó là cái cửa cái cửa đi ra sân vườn. Thì tính ra là cái nhà này có 3 gian, ở bên đây có một gian bên đây nữa nè. Có thể là gian bên đây Kim chưa có vô, tại vì có một cái đoàn du lịch đang đứng đó. Thì cái cửa này sân vườn ha. Đi vô đây. Wait a second, maybe that's why. Cái cửa từ ngoài sân vườn đi vào thì qua phía bên đây, kia không biết là phòng khách hay là phòng gì bên đây ha. Thì phía bên đây có cái cửa, bên đây cũng có một cái cửa nữa nè. Đó, có một cái cửa. Okay. Cái cửa đó là đi lên lầu. Cửa đó đi lên lầu và qua đây là phía phòng nhà bếp. Phía bên kia, trong kia lúc nãy Kim ở trong đây để cho mọi người xem lại. Trong đây là cái phòng ngủ ha. Và cái phòng kia nữa, chỗ lúc nãy mà Kim mới vô á. Đây là giống như là cái lối đi vào nhà, giống như lối khách vào, có cái phòng chờ, phòng khách đây ha. Và phía bên này có một cái lò sưởi nữa. Vậy thì trong nhà này Kim thấy mới vừa vô là Kim thấy đã hai lò sưởi rồi. Bây giờ quay lại phía bên kia ha mọi người. Phòng ngủ cái giường rất là nhỏ luôn. Đây, qua bên này nó phòng phòng bếp và phòng ăn luôn. Lò sưởi bên phòng bếp thì rất là to. Họ đi vô trong đây. Đây. Bây giờ đi lên lầu hả cô chú chị? Lên lầu xem có cái gì trên lầu. Cái nhà này tính ra là có 4 gian ở phía dưới luôn. Nhà đi lên lầu nữa thì ở trên lầu cũng có thêm một cái lò sưởi nữa nè. Nhà này có rất là nhiều lò sưởi. Ở bên đây có một cái phòng bếp ha. Cửa sổ hả mọi người? Vậy cửa sổ lúc nào cũng có một cái khung lồi ra như vậy đó. Đây mình có thể để đồ, bình hoa hay là để cái gì để đồ lên đây được nè. Chân ha, để đàn cầy, để gì, để sắp, để gì trên đây cũng được. Hoặc là ngồi trên cửa sổ này cũng được. Leo lên đây ngồi nhâm nhi một tách trà, đọc một cuốn sách, ngắm ra đường cũng được ha mọi người. Căn phòng kế bên đây là căn phòng của Shakespeare. Đây là căn phòng của ba mẹ Shakespeare của chú anh chị. Đây là phòng của ba mẹ Shakespeare. Có một cái nôi cho em bé. Ba mẹ thì ngủ ở trên giường ha. Em bé lúc nhỏ từ 0 đến 5 tuổi thì sẽ ngủ cùng phòng ba mẹ. Khi từ 5 đến 18 tuổi thì sẽ ngủ bên phòng kế bên cạnh của chú anh chị. Thì trong phòng ngủ này cũng có một cái lò sưởi luôn. Trong nhà này Kim thấy đã có 4 cái lò sưởi rồi. Dạ. I know. Nhà này tương đối là rộng đó cô chú anh chị. Hơn 500 năm về trước mà có căn nhà này là cũng thuộc nhà giàu rồi hả mọi người. Đây phía bên đây có những cái bình rượu nè. Có bình rượu. Cửa sổ nhìn ra ngoài. Đây có một căn phòng nữa. Căn phòng này có thể là phòng sinh hoạt chung của gia đình ha. Anh Chi mới xin cô xin chụp hình chung. Cái lối đi xuống lầu nè. Năm 1516 Kim nhớ là vậy. Năm 1500 mấy Kim quên, ở giờ Kim coi sách lại. Shakespeare sinh năm 1500 mấy Kim quên ha. Nhưng mà đã hơn 500 năm rồi mọi người. Khoảng 500 năm. À, phía đây là phía sau căn nhà lại có thêm một lò sưởi nữa nè mọi người. Vậy thì cái nhà này Kim thấy đã có 5 lò sưởi rồi. Có thêm một cái bếp nữa. Đây là có cái nồi này là để dành nấu ăn luôn nè. Cái khu dưới này có thể là để cho những người làm ở ha. Có cái thùng từ thiện. Cũng có người bỏ cho 20 đồng, 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng. À, trong này gì đấy? Quá xinh hia. Đây có một cái bàn, có nhiều cái này để ngày xưa người ta dùng bằng cái cốc bằng gỗ hả mọi người.
gỗ với bằng sành nè, để đựng sữa, đựng nước gì đó, đựng rượu. Và đây mày coi quá đinh ha, trong đây có một căn phòng nữa. À, trong đây là nhà kho, nhà bếp kìa, để mấy con thỏ, treo con thỏ lên để ăn thịt kìa, đi kìa, con thỏ nè, con thỏ, con chim nè, và có mấy bình rượu, đồ ăn thức uống giống như nhà kho, kho cho nhà bếp để trong đây ha. Ừ. Có một cái tủ trong đây, à, để đồ ăn ở trong đây ha mọi người. Rồi đi ra ngoài sân vườn, cái sân vườn cũng khá là rộng hết cô chú anh chị, khá là lớn luôn. Đây cũng là thuộc cái nhà giàu đó mọi người. Đây là khu sân vườn ngoài đây mọi người. Chị đi toilet không? Đây có toilet nè chị. Sân vườn cũng có hoa lavender nè. Cái nhà nhìn từ phía sau hả cô chú anh chị? Nhà từ phía sau nè mọi người. Thôi chị, hồi nãy chị đưa đồ ra đi. Thôi chị, mày hết tiền rồi chứ à? Đây là Shakespeare gift shop. Can I have a look around? Okay. Trong đây là cửa hàng bán những đồ lưu niệm của Shakespeare. Đúng không chú anh chị? Ừ. Đây là những vở sách nè. Cái vở sách này 45 đồng. Khoảng 1 triệu 3, 1 triệu 4 ha. Cái áo thun. Áo thun có in hình lưu niệm của Shakespeare nè. Nón. Trong đây có sách, sách về vườn hết mọi người, sách về làm vườn. Đây có những cái chai nước rửa tay nè, đây là tinh dầu lavender, đây là những cái con gấu, gấu cũng có cái nơ đeo có chữ Shakespeare, William Shakespeare. Ừ. Đây cục cơm hết chi, đúng rồi, cục tẩy có hình của Shakespeare luôn. Cái này để làm gì đây? À, mask nè. Cái này cái miếng giống như 500 để hít tủ lạnh vậy. Ừ. Chị đồng tới chị cho ha, ok. Những cái viết chì, những cái ly, giỏ. Đây có cái bức tượng khuôn mặt của ông Shakespeare ha. Đây có gói nè, gói áo thun có hình Shakespeare. À, cái đây cho mẹ coi gì trong đây. Ố, có hình nè, có hình là the man, cái đó là the man sang đâu sang vậy rồi. Mọi người đi. I don't know. The house, this is his house. Đây cái nhà của Shakespeare này, cô chú anh chị. Nhà của Shakespeare. Ừ, mà đi vô đây coi. Đi theo mẹ để lại. Romeo and Juliet. Cái này biểu tượng của nước Anh nè, cái thùng điện thoại, hòm thư. Đi vô trong coi, hình như giống nhau hồi chứ à, hết rồi. Đây có sách, à sách, có bán sách của Shakespeare. Ờ, có bán sách đó chứ à. Đây, cái cuốn sách này của Shakespeare 125 bản Anh, là khoảng bao nhiêu ta? 3 triệu 7, 3 triệu 8 gì đó ha. Sách nổi tiếng của Shakespeare nè. Đừng có. À, đây chị biết gì không? Đây là cái viết nè. Cái viết có hình lông gà, 6 bản Anh. Cái viết của Shakespeare. Cuốn giấy này 4 đồng, cuốn tập này 4 đồng. Ừ. Will, có chữ Will. Giống như là William, cái họ của ông á ha. Họ của ông này là Will Shakespeare. Anh ông là cái tên chứ. Tên là Will, cái họ là Shakespeare. Chị muốn sách này luôn hả? Mà chị viết cái gì vô đó? I know. Mom, can you let me have these? Sách câu đây. Đây là chi quay. Đây là cái lịch. Cái lịch năm 2025 là lịch năm tới đó mọi người. Cái lịch có William Shakespeare luôn. Thôi. Bao nhiêu thay chưa? Thank you. Let's go, chị. Nói em chị vô cái shop nào cũng có đồ hết trơn nè. Ba đứng đợi ngoài ha. Thôi thôi, no more chị. Đông cho chị.
Quay đó đi nào, ba đâu rồi? Ba đây chị kìa. Này có cái xe bán kem ở này cô chú anh chị. Cái xe đạp đó mọi người. Xe đạp bán kem nè. Các bạn nào take a picture chứ chị, sang đây take a picture chị. Đây là ngôi nhà của Jack Ben hả cô chú anh chị. Khi mà ông phát triển sự nghiệp của ông ở London đó, tới năm 49 tuổi là về quê, là về lại ngôi nhà này, về quê lại vùng này. 49 tuổi là ông nghỉ hưu, là ông về đây sống, khoảng 3 năm sau là mất. Thì tính ra tuổi thọ cũng không có cao, khoảng 50 mấy tuổi là mất rồi hả cô chú anh chị. Hả? Đây là cô chú anh chị, ở đây người ta trồng những cái chậu hoa rất là lớn luôn, đẹp quá chừng mọi người. Xum xuê luôn, trồng hoa tốt quá chừng. Bây giờ nhà Kim sẽ xuống bến tàu hả cô chú anh chị. Xuống bến tàu mua vé, xuống bến thuyền á. Xong rồi cái mình đi, mình chèo thuyền dọc theo cái dòng sông này nè. Đây Kim thấy có rất là nhiều thuyền luôn. Ở phía bên đó Kim thấy có khu chợ trời nè mọi người. Chợ trời người ta bày những cái dù dù đó đó, là những cái sạp bán đồ đó. Chút Kim sẽ đi xuống đó ha. Bên đây nè, kế bên đây cũng có một cái nhà ta đang chuẩn bị ta dọn ra để bán đồ ăn đây nè. Giống như là hội chợ cuối tuần hết của chúng chị. Rồi đây nắm tầm đây. Bây giờ đi vô chợ nè mọi người ơi. Ở đây người ta có bánh xếp hình nè, có số nữa, này cho em bé. Đây bán hoa đằng lên. Này giống ở Việt Nam mình hôm bữa Kim mua nè. Mà Kim nghĩ là bên đây bán rất là đắt luôn. Cái này là cái gì? Đây là football for the boy, not for the earth. Mấy cái khăn tròn cổ. Đây khăn tròn cổ hả mọi người? Just feel free to try them all. Yeah. Chị có gì đâu? Chị có cái đó đó hả? Đây mua được cái này cho em Chi nè, cái máy chụp hình. Nhưng mà không có chụp hình được nha cô chú anh chị. Có 10 đồng. Bán những cái đồ trang trí treo trong nhà nè. Những cái thớt đẹp quá nè, người ta tráng một cái lớp men lên, đẹp quá mọi người. Đây có cái quầy bánh. Cái bánh ngọt. Người ta làm cái dĩa này. Cái dĩa này có thể để tỏi, để ớt lên cà, để gừng. Cà cho nó nhuyễn ra, tại vì trên cái dĩa này nè. Có cái nhám nhám mọi người, đừng dùng con. Có nhám nhám đó. Ta đang hướng dẫn nè. Để gừng, để tỏi vô trên cái dĩa là cà ra ha. Kim đi nhanh quá, nhiều khi cô chú anh chị xem không kịp, do là Chi nó đi là Kim thấy nó lôi Kim đi là Kim mới đi theo nó đó mọi người. Cho nên là Kim đi hơi nhanh, xin lỗi cô chú anh chị nha. Đây là những cái đồ để sân vườn nè Chi. 15 pound, 15 đồng. Có hai con chim nó đậu ở trên này, trời gió bay bay đẹp chứ bộ. Kìa chim nó đậu ngoài sân vườn kìa. 30 đồng. Trời gió là nó sẽ bay bay như vậy ha. Dễ thương ha. Gió nó cứ bay, nó để qua sân vườn là gió nó cứ bay vậy đó mọi người. Đẹp chưa nè. Người ta bán những cái chậu hoa này quá chừng luôn. Mình sẽ đi bộ qua bên kia, mé bên kia xong rồi chú anh chị. Để qua cái bến tàu bên kia, mình thuê tàu mình đi ha, mình tự bơi. Chị đâu con? Chị mang kính vô nắng gần chết mà chị mở kính vô chi vậy? Nó cái vòng quay kìa, vòng quay này trời nắng lên đó chắc nắng gì lắm. Mà lên đó có thể lên đó là mình ngắm được hết cái thành phố trung tâm của cái quận này nè. Nước ở trong đó thì cô chú anh chị. Con sông phía trên kia là vẫn đang có tàu thuyền đi cái hướng bên kia qua ha, hướng bên kia qua. Cái đập này là cái đập người ta đang đóng đập lại rồi, thì nước nó sẽ chảy từ từ ra nè mọi người. Không biết khi nào người ta mới mở đập thì Kim không biết ha. Có thể là nước cạn người ta sẽ mở đập cho tàu thuyền đi ra hay sao đó. Đây nè, tàu thuyền đi qua cái con sông qua phía bên đây nè mọi người. Bịch thiên nga quá chừng. You got a big wheel as well. Hey. Đây cái bến thuê thuyền ngoài đó hả chú anh chị? Đây chứ nè.
Bây giờ có người chèo thuyền rồi nè, cho nên là tốt nhất là mình đi sớm thì mình sẽ có nhiều cái không gian để mình chèo hơn. Cái này là đi trên một cái chiếc thuyền rất là to, có nhiều du khách ngồi trên đó, thì người lớn là 10 đồng, trẻ em là 7 đồng, còn nếu mà gia đình đi là sẽ 32 đồng ha. Còn người mà trên 65 tuổi là 9 đồng. Nhưng mà bây giờ mình sẽ không có đi nguyên trên một cái chiếc thuyền to mà có nhiều gia đình. Mình sẽ thuê một cái chiếc thuyền riêng hết cô chú anh chị, cái chiếc thuyền nhỏ thôi. Thuyền nhỏ riêng thì chỉ có nhà mình đi thôi. So, mình sẽ thuê cái thuyền máy nha cô chú anh chị. Thuyền máy thì nửa tiếng là 40 đồng, là khoảng 1,2 triệu. Còn nếu như mình đi cái thuyền chèo tay á, là một tiếng là 30 đồng, một tiếng chỉ có 900 ngàn thôi. Còn đi cái thuyền máy là nửa tiếng là 1,2 triệu nha cô chú anh chị. Nhưng mà Tony sẽ cái sông này tương đối là lớn và dài nữa. Nếu mà mình đi cái thuyền mà chèo tay á thì sẽ không có đi giáp hết, và sợ Tony chèo thuyền mệt ha. Cho nên là thôi Kim chọn cái Tony cũng thích đi xuồng máy luôn. Lái đi cho nó lẹ mọi người. Đây là một trong những cái thuyền chèo nè, cái thuyền chèo nè. Còn cái thuyền máy là đây hả cô chú anh chị, thuyền máy đây có cái máy, là người ngồi lái thì cũng rất là dễ luôn. Cái thuyền này đi được 5 người maximum, ta để maximum là 5 người, có hai cái ghế ngồi hai bên nè. Đây ra chiếc thuyền của mình đây. Rồi chị xuống trước đi, chị go down first. Come on, stand on baby, that's all right, you're fine darling. Come round well, you got that round your neck anyway. Shame. Trước tiên người ta sẽ hướng dẫn mình cách sử dụng ha chú anh chị. Daddy, you're driving the boat for us. In neutral. Switch it one, speak. Don't have luck. Let's go. Chị thích không? Chị đeo mắt kính không? Nắng không con? Sáng nó xích mấy cái lớp kem chống nắng cho em Chi rồi. Chi không thích đeo mắt kính, không đội nón luôn cô chú anh chị ơi. Dạ. Hi honey, careful. Đây có những cái chiếc thuyền nhỏ người ta chèo thuyền này cô chú anh chị. Đây. Dạ. Chị dám quay không? Quay ngược lại chứ sao quay qua đây. 1, 2, 3. Yeah. Những ngôi nhà kế dòng sông có những chiếc tàu tàu. Oh, honey, look at that house. Cái nhà nó đẹp quá. Cái nhà này mỗi sáng mở cửa ra ngắm cảnh hồ hả mọi người. Cái nhà này cô chú anh chị, nhà ở cạnh dòng sông, có cái ghế ngồi ra đây ngồi ngắm sông ngắm cảnh ha, uống uống trà. Đây có cái bến du thuyền này, cái bến du thuyền ở trên đó cũng có cái nhà kìa, người ta có cái kính viễn vọng để ngồi trên đó xem nữa, ngắm cảnh ra. Ôi những cái nhà phía sau dòng sông này đẹp quá chừng luôn. Cái này những cái ngôi nhà này chắc đắt tiền dữ lắm ha. This is most very expensive honey, can you do a bit faster? Nên là có những cái bánh tàu nhỏ xíu, cái bánh thuyền nhỏ xíu dễ thương cho. Cái thuyền nhỏ nhỏ. Ở trong kia là không có cho vào. Đó là khu vực nhà riêng của người ta, cô chú anh chị.
That's nice. Hi. Hello. Đi lên ngồi đây đi, nằm cái đầu trên chính giữa đó đó, chụp hình cho. Nhìn cái này nè. Gớt xuống nước đó con à. Chê. Chê smile. Chị đang lái thuyền đang mời cô chú ơi. Chị làm được không? Giỏi vậy ta. Rồi chị lái thuyền cho mẹ luôn đó hả? Đây có cái khu cho trẻ em nè hả cô chú anh chị, có cái nhà hơi với lại mấy cái trò chơi cho trẻ em nữa nè. Dẫn xuống đây cho em Chi chơi một chút mọi người. Ba với mẹ đã đi chơi nhiều rồi, cho em Chi chơi một chút. Em chỉ muốn ăn kem, ở trong này cũng có bán kem đó mọi người. Như đây sẽ mua cho em chi kem. Và Kim định mua kem ở ngoài xe, ở ngoài đường. Nhưng mà mọi người muốn đi toilet thì vô trong quán này sẽ có toilet. Mình ở đây mình ăn kem mình sẽ có toilet luôn ha. Chi, tối nay thì sẽ có nước uống luôn. Đây nè em Chi, có cái cây kem gì đâu mà màu hồng. Cái này có gì ngoài đây vậy ta? Đường hay gì vậy trời? Đường. Is this a sugar? Sherbet. Sherbet. What is sherbet? It's sugar based. Cho mẹ ăn thử nha. Chụt. Cũng giống như đường vậy đó cô chú anh chị, mà nó có cái mùi thơm gì chua chua. Chua chua ngọt ngọt lại thơm lắm. Gì? Come and get it. Đây có một cái chiếc thuyền người ta bán kem nè. Một cây kem là 3 đồng 50 ha. Cái thuyền này ở đây sao thấy vắng quá. Mấy xe trên kia nãy trên bờ là người ta mua đông thôi. Đây cũng là một chiếc thuyền chở khách đi dạo dọc bờ sông nè mọi người. Thuyền này giống như cho đoàn, cho tour. Chiếc thuyền này người ta bán nước uống, bán bia, rượu luôn nè. Bán bia, rượu, nước uống, cà phê. Để ghế ngồi trên bờ, người ta ngồi trên bờ uống. Hay hả cô chú anh chị? Đây có một chiếc thuyền bán kem nữa nè. Thuyền này rất là to, tương đối là to và dài, hắn bên đây bán kem. Phía bên này có bán trà, cà phê, bán mấy cái đồ ăn nhẹ nữa. Đây có một chiếc xe bán kem đó nè cô chú anh chị.
xe bán kem cà phê. Người ta chở chiếc xe tới đây xong người ta đậu xong người ta bày bàn ghế ở đây người ta mở bán cà phê nè. Cà phê mang đi hết mọi người. Ôi ơi, uống cái ly kem chưa xong nữa. Mới ăn một ly kem đường quá trời nhiều luôn rồi. Hả? Trong thị trấn này đi đến đây là thấy đông đúc quá chừng mọi người. Hôm nay cuối tuần chủ nhật ha, và mùa hè du lịch nữa. Với lại ở đây có rất là nhiều đoàn du lịch luôn, cho nên là Kim thấy nhộn nhịp ồn ào ha, cô chú anh chị đông đúc. Thấy người châu Á rất là nhiều luôn. Người Trung Quốc nè, rất là nhiều nhóm người Trung Quốc du lịch nè. Người ta đi đoàn đoàn luôn á cô chú anh chị. Đây cái con phố này rất là đông đúc các mọi người. Cái con phố này có nhiều cái tòa nhà đẹp nè, tòa nhà kiến trúc đẹp cổ kính nè. Hai bên đường cũng là shopping, cũng cửa hàng mua sắm đó, cà phê. Đây là cái bồn điện thoại của chú anh chị. Bây giờ người ta đã không còn sử dụng điện thoại nữa, người ta dùng cái này để người ta người ta làm cái gì ở trong đây nè, đó cái bộ máy gì ở trong đó đó, museum ở đằng kia. Ở đây chưa, let's go. Hello Jay, hi honey, xin chào con ba câu chú. Đi chơi, đi về nhà, đi nhà, đi về, đi về nhà, đi bên nhà, đi về nhà go back home, đi bên nhà. Bây giờ cả nhà Kim 2 giờ chiều hết cô chú anh chị là lên xe bắt đầu đi về. Cả nhà Kim, Tony lúc nào cũng muốn đi chơi sớm hết trơn. Bây giờ là giờ đông đúc, người ta đi ra đường là mình đi về hết mọi người. Sáng ra là mình tranh thủ, mình đi thật là sớm, là đi về nhà. Ở đây đến nhà Kim là khoảng 2 tiếng ha. Thì khoảng 4 giờ là về đến nhà, là mình nghỉ ngơi là vừa. Với đỡ kẹt xe, nếu mà một hồi đi ra sẽ kẹt là kẹt xe luôn. Bây giờ về giờ này nè, là ít kẹt xe. Đó, mình đi chơi cái giờ sớm, ít người. Khi mà đông người là phải đi về mọi người ơi. Tranh thủ dữ lắm luôn. Nhà Kim đi rất là tranh thủ luôn mọi người. Đã về tới nhà rồi hả cô chú anh chị ơi. Home sweet home. Ở trời ơi, dép mà anh để lên bàn luôn kìa. Bây giờ sẽ dọn dẹp. Ba cái đồ mà đem về là phải giặt. Giặt hết chắc ngày mai mới giặt. Tại vì bây giờ cũng hơn 4 giờ. 4 giờ rưỡi lên cô chú anh chị. Đây cái này nãy em Chi mua nè. Rồi có hình gì nữa, cái máy chụp hình nhưng mà không phải chụp hình, mà trong đây có hình như vậy đó cô chú anh chị. Rồi xong rồi Kim sẽ ra tưới hoa, mấy cái hoa mấy ngày nay nắng chắc là nó khô dữ lắm luôn rồi, Kim sẽ tưới hết hoa của Kim ha.